Chị Kim Hiền và anh Hoàng Anh cũng tất cả theo dõi chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Em tên là Liên Anh, năm nay em 31 tuổi và em là mẹ bỉm sữa của 4 bé. Wow. 4 bé của em bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bé đầu tiên bé trai ở nhà bé tên là Mút, tròn 4 tuổi. Bé thứ hai thì bé tên Mai A là bé gái, 3 tuổi. Rồi bé thứ ba là bé gái, Macy là 20 tháng. Và bé út là bé trai là 4 tháng. Trời ơi, vậy là có trai có gái luôn. Đúng ra thì gọi là sinh năm một, đúng không? Đúng rồi, mà có trai có gái luôn. Coi như là hai trai hai gái, hay quá à. Hai lép hai tẻ. Làm sao mà biết được có cái tin mình có bầu vậy? Hai vợ chồng lấy nhau á, thì đến khoảng 2-3 tháng sau á thì bắt đầu nghĩ thôi chắc nên có con đi ha. Thì mới thả. Nhưng mà 6 tháng rồi, 8 tháng rồi vẫn chưa thấy gì hết. Thì hai vợ chồng thấy kỳ quá thì mới đi kiểm tra. Anh ông xã của em thì họ kiểm tra thì họ nói cái lượng ấy tinh của đàn ông á thì nó nhiều hơn một người bình thường gấp 5 lần lận. Nhưng mà chắc nhiều quá, đụng nhau hay sao, đầu méo hết trơn. Còn em á, mọi cơ quan về sinh sản của em nó bình thường. Nhưng mà tuy nhiên là có một cái hormone nó rất là cao. Mà hormone này nó chỉ cao khi nào mà người mẹ cho con bú thôi. Thì bác sĩ thấy lạ quá, họ mới gửi em đi chụp hình MRI. Thì họ phát hiện em có một cái khối u ngay sau não. Trời ơi. Thì đó cũng là nguyên nhân để khiến cho mình khó có thể mà dạ đúng. Có em bé đúng không? Dạ, thì cái khối u đó nó không phải là về, nó không có ung thư gì hết. Nhưng nó tiết ra một cái chất. Cái chất đó nó có giết cái của đàn ông đi. Giết cái tinh trùng của đàn ông. Bác sĩ nó cũng chưa cần mổ, cho uống thuốc để nó teo cái khối u đó lại. Khoảng 1-2 tháng sau á thì có bầu. Ngày đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của tụi em. Thì sáng sớm hôm đó cũng bị trễ kỳ 10 ngày rồi. Nhưng mà em không có được kiểm tra. Là bởi vì một vài tháng trước cũng kiểm tra nó cũng một vạch thôi. Nhưng làm gì mình cũng đâu có. Nói chung là buông luôn rồi đúng không? Thì tự nhiên cái bữa sáng hôm đó thấy ông xã em biến mất luôn. Không hiểu. Ông đi đâu? Cái xong rồi tự nhiên em đang đi vệ sinh trong phòng. Tự nhiên em thấy khe cửa nhét một cái cây que thử vô. Cái gì vậy? Ông nói thử đi, biết đâu có sao. Anh nói cái gì mà có, làm sao có được, em đi vệ sinh rồi không đi được. Anh nói đây có 4 chai nước đằng trước, uống hết 4 chai nước. Trời ơi, chu đáo dễ sợ luôn. Cái là thử hết 3 cây que thì là có. Em nhìn em không tin luôn mà. Em nói ủa làm gì có vạch thứ hai, làm sao có vạch thứ hai được. Cái em cứ đẩy qua. Ông đẩy cây em là đẩy ra. Là ba cái cây đó là không. Nhưng mà em có cảm thấy em may mắn không, tại vì có một cái người chồng họ rất là quan tâm đến mình nè. Dạ lúc đó anh rất là mừng. Thường là phụ nữ khi mà nhận được cái tin mình có thai là phải khóc đúng không? Em thì bật đơ quá tại vì không tin được. Còn anh thì ngồi khóc. Lúc đó em rất là tức ảnh, là tại vì thường người ta nói là phải đợi sau 3 tháng mà thai ổn định. Anh chưa gì anh chụp hình cái bụng cái anh nói quà kỷ niệm 1 năm ngày cưới trên Facebook. Thế là chưa gì là nguyên cả thế giới biết luôn. Trời ơi, tức quá quá là vui luôn. Nhưng mà những lần sau á, thì lần thứ hai á, thì khi mà em mới có 5 tháng em lại có bầu lại. Thì khi mà đưa que thử á, nó hơi mờ tại vì nó cũng mới á. Ổng quăng lại em kêu xạo tưởng tượng. Ông không tin em. Mà sao trên hỏi là cái hai vợ chồng cái muốn thử là qua cái khe cửa vậy đó hả? Đó là đến lần đầu tiên. Lần đầu tiên hả? Còn lần thứ hai thì em tự thử. Tại vì em đã biết cái cảm giác như thế nào rồi. Thử em đưa cho ảnh thì ảnh không tin. Anh nói làm gì có bầu sớm vậy. Khi mà mang thai lần đầu tiên á, nó có mệt không? Lần đầu tiên thì em không có bị nghén. Hả, hay quá vậy. Chị là bị ngán á, ói lên ói xuống. Mà lúc đó đang đi quay phim, chị nhớ hoài luôn, đó là Hương Phù Sa quay ở miền Tây. Mà cứ miền Tây là người ta thích ăn cá. Thằng anh thấy rồi đó. Đúng rồi. Trời ơi, mỗi lần mà thấy lên thấy cá là chị chịu không nổi, là chị chỉ có cho nó ra thôi. Nhưng mà em ngán ngủ chị. Lúc nào em cũng buồn ngủ. Em lái xe đi làm có nhiều khi mệt quá mà buồn ngủ quá tấp vô ngủ. 15 phút cũng được, 50 phút cũng được. Còn không là sẽ rất khó chịu. Buồn ngủ thì chồng em có buồn ngủ không? Đúng rồi. Thường người ta nói là chồng ngán giùm vợ, có thiệt. Chở nơi Vũng Tàu, anh thì ở Long An mà anh hay để chở vợ đi xuống Vũng Tàu. Anh buồn ngủ hoài luôn em. Anh buồn ngủ rất nhiều. Không bao giờ anh tự lái xe, anh lái xe mà anh buồn ngủ. Nhiều khi chị không nổi, em anh buồn ngủ quá rồi. Tắp vô quán cà phê, quán giỏng, quán giỏng bên đường á. Chờ anh ngủ 15 phút đi. Đúng rồi. Ngủ 15 phút anh mới chạy rồi nổi. Chạy không được luôn. Em phải dừng lại ngủ, có khi ngủ quên tới 9 giờ ông xã gọi cho em quá trời luôn. Ông tưởng em bị gì luôn á. Ủa còn lúc em ngán vậy á, em có thèm ăn cái gì không? Chị là lúc đó là thích cà phê sữa đá. Phát hiện vợ anh ôm ngán đó là
vợ anh thèm ngọt. Trước ngày cưới á, là kêu anh kêu vợ giảm cân đi, em giảm cân đi đám cưới mặc đồ cho đẹp, hiểu không? Tiếp suốt ngày cái đồ ăn sầu riêng hoài luôn á. Ờ, ngọt là con trai nhưng mà anh mà sao là được con gái thì đó, không biết nữa. Mà cái anh kêu đừng có ăn ngọt nữa nhiều. Dạ. Nhưng mà hả, vợ anh lén kêu mẹ anh mua sầu riêng gì để nhà sáng. Vợ anh mới nói là em bị trễ rồi. Ủa sao nhanh như thịt chè? Vậy đó hả? Không tin hả? Không tin nha. Không có tin. Rồi cái kêu kia mẹ, mẹ dạ. Anh ở dưới ở bên Việt Nam đó, là chở vợ đi khám, khám 5 tuần rồi. Trời ơi. Nhưng mà ha, có con gái thì em thấy em ngán chua, còn con trai thì thích ăn ngọt. Ngược lại đó. Dạ, đúng dạ, rồi dạ. Đúng rồi. Rồi rồi rồi, mà khi mà có bé thứ hai rồi thì bao lâu nữa mới có bé thứ ba vậy? Bé thứ hai được 6 tháng thì có bầu bé thứ ba. Trời ơi, người ta nói thường là trong cái khoảng thời gian mà nó ngắn ngắn như vậy á là phải kiêng. Em sinh mổ hay là em sinh thường bốn đứa? Nếu mà sinh thường thì không sao ha. Tức là những người phụ nữ mà sau khi mà sinh mổ á thì mà cứ 5 hay 6 tháng mà mang thai vậy rất là nguy hiểm. Nếu mà em sinh mổ em không dám đâu chị, đúng chắc rồi. Em phải đợi mấy năm nữa. Thứ tư thì có nằm trong cái kế hoạch có con hai vợ chồng hay là một sự vô tình nào đó thôi? Đứa thứ hai, đứa thứ ba thì là vô tình. Còn đứa thứ tư là có kế hoạch, tại vì nghĩ là thôi đủ rồi, ba đứa cũng cực quá rồi. Nhưng mà lúc đó thì bên lãnh sự quán báo về là cái hồ sơ bảo lãnh ba mẹ em nó được chấp thuận. Thì nghĩ thôi bây giờ mình có hai gái một trai thử một lần thì được đúng cô cậu hơn con trai. Trời sướng ha. Em có muốn đứa thứ năm nữa không? Câu hỏi không được không, không, nhưng mà bây giờ phải hỏi cái câu này nó rất là quan trọng không? Quá trình mang thai á nó diễn ra như thế nào trong bốn em? Có sự khác nhau gì đó không? Trong bốn lần mang thai thì chỉ có lần đầu tiên là em 3 tháng đầu em khỏe, còn ba đứa kia là rất là mệt. Nhưng mà cái kỷ niệm nhớ nhất là cái lần bé thứ ba gần 3 tháng á, là cũng là cái thời gian chuẩn bị là gọi là thai ổn định an toàn. Thì hai vợ chồng với hai đứa con lớn mới đi qua bên Bahamas để đi du lịch. Thì mọi chuyện nó rất là đẹp, tuyệt vời, everything perfect until cho đến khi chuẩn bị rời khỏi khách sạn để bước lên máy bay để bay về ngược lại Houston á, thì tự nhiên em cảm giác có cái gì đó nó khác hả? Nó khác. Chóng mặt hay không? Nó chảy ra huyết nâu thôi. Xong sau đó nó ra huyết đỏ mà nó ra nhiều, rất là nhiều mà em đó. Mà lúc đó em nghĩ cho nó thôi chắc là mất rồi. Thế là lên máy bay buồn khổ, hai vợ chồng khóc lên khóc xuống. Tại vì dù gì cũng 3 tháng rồi. Thì sáng hôm sau đến khám thì mừng quá, em chỉ bị tụ dịch màng nuôi. Ngoài cái bào thai của mình đó, bên cạnh sẽ có một cái túi máu, nó tụ là những cái máu cũ. Thì có thể là do vợ chồng gần gũi hay sao thì nó bị bể cái túi máu nó ra hay thế nào á. Tuy nhiên nếu mà nói cái túi máu đó không nguy hiểm cũng không đúng. Có nghĩa là nếu như mà người nào mà xui á, mà cái túi máu nó lớn hơn cái túi thai, nó đè cái nó túi thai tràn nó, ra. Nó tràn lại em bé sẽ rất là ngọt. Nhưng mà công nhận là một điều may mắn. Hai vợ chồng ôm nhau khóc quá trời. Lúc mà biết là em bé khỏe, em bé thứ ba rồi đó, khỏe thì bác sĩ mấy cái cô mà siêu âm cổ nói của hai người đứa đầu tiên hả? Không có đứa thứ ba. Nhưng mà em có tăng cân lên không hay là như thế nào? Em tăng rất là nhiều. Em tăng bao nhiêu pound? Khoảng 50 pound. 50. Đứa đầu tiên còn tăng 60 pound anh chị. Wow. Trời ơi. Một cái kiện hành lý đi máy bay. Dạ đúng. Tại vì cái đứa đầu tiên không có bị ngán cho nên là em ăn nhiều đúng không? Phụ nữ mang thai á thì thường cái nội tiết tố nó cao á thì sẽ có những vùng kính nó hơi bị tối màu hơn những cái bình thường á. Đúng. Thì là em nhớ mà khi mà em khoảng độ 5-6 tháng cái em nó sáng trắng lại rồi thì có bầu. Là cứ như vậy tiếp tục thành ra là 4 năm nay em chưa có về lại cân nặng được như ban đầu. Vậy hả? Mà em khá là tự ti tại vì vừa mập vừa xấu, vừa nói chung là không có được. Ông xã em á lúc nào cũng khen em đẹp, kêu đẹp lắm, không có bị rạn gì hết, mà em biết là nó xạo. Tại vì em nhìn thấy gương em bị rạn á, đối gì đâu không có đúng sao. Đúng là ông xã em nó xạo nhưng mà em vui mà đúng không? Em vui nhất là ông xã đúng không? Em phải thương ông xã em, bởi vì ông xã em là một người rất là thương vợ. Đúng rồi, hiểu tâm lý của em rất là nhiều. Mà trong mắt chị thật sự luôn, em đẹp lúc em mới bước vô, chị đâu có nghĩ em bốn đứa đâu. Không bao giờ nghĩ luôn. Rất là trẻ, rất là mọi thứ. Nên là em đừng có tự ti gì hết á. Mà hãy hạnh diện và chị thấy được là những người đàn ông bên đây á, thực sự luôn, rất là hạnh phúc ha. Họ share với mình tất cả mọi việc. Không có nghĩ là cái này đàn ông này không làm, giống như em thấy anh Hoàng Anh á, ở trên Facebook á.
Thật ra thì sống ở đâu mình phải thích nghi với cuộc sống ở bên đó. Chồng và vợ đều đi làm, mình phải san sẻ với người vợ của mình. Từ khi anh qua đây mình cảm thấy là giỏi hơn, là bởi vì anh biết được nấu cơm, làm đồ ăn, tắm con và thay tã cho con khi con còn nhỏ, khi mà không có vợ bên cạnh, anh tất cả mọi thứ cho con của anh. Đúng rồi, tại vì em nghĩ vợ với chồng là hai người bạn đời mà đồng hành với nhau cả một khoảng thời gian rất là dài, đâu phải là năm một năm hai đâu, thành ra không thể nào mà một người làm hòa, một người chia sẻ với nhau. Cảm giác của em cái ngày đi sinh đó, nó cái diễn biến nó như thế nào? Ai mà đi sinh đầu tiên á cũng đều hồi hộp hết á. Như Hiền nè là đi lộn chỗ, người chồng Hiền á cái bệnh viện đó nhưng mà đi lộn đi ra một cái khoa khác không à, không hiểu luôn mà hai người rồi đó, là bé hai người đó hả chị? Đứa đầu tiên Sonic cũng bị, người chồng cũng đi lộn chỗ, cái người thứ hai cũng lộn chỗ, thì không hiểu tại sao. Thì đi lộn cái cửa cấp cứu emergency á, thì mới qua mà tiếng Tây tiếng U cũng đâu có rành cái gì đâu. Bác sĩ đỡ đẻ cho vợ con là bác sĩ người Việt luôn. Đó, Khải Thiêu á. Đó thì ông cũng nói tiếng Việt theo thanh đồ này nọ. Nhưng mà khi ông đi ra ngoài rồi chỉ có anh với vợ. Anh muốn đi ra ngoài anh đẩy cái cửa cấp cứu luôn, anh đẩy một cái. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bảo vệ bệnh viện nó vô. Nó kêu anh đứng em xét giỏ đồ này nọ. Đúng rồi. Cái đó là rất là big deal khi mà anh mở cái cửa đó đó. Cửa đó chỉ cấp cứu, chỉ có khẩn cấp lắm mới đẩy cái cửa đó. Đúng rồi. Vô tình đẩy cái cái cửa đó là có kỷ niệm là cửa mà thoát cháy hay là những người già kiểu như chạy ra đó hết anh mở cửa đó, người ta tưởng là cưới đồ gì đó. Cưới em bé hả? Xét cái vỏ sách của anh đi này. Không, tôi đang chăm sóc vợ tôi chứ. Đó là cái kỷ niệm không bao giờ quên. Dạ, em có kỷ niệm gì không? Bé đầu tiên á, thì em không có nhiều kỷ niệm lắm. Tới ngày rồi người ta cho em vô hẹn đi đẻ, cho thuốc dục sinh thôi. Nhưng mà em chỉ nhớ là cái lúc mà em đẻ bé ra đó, hai vợ chồng mừng quá khóc lóc luôn. Thường là người ta rặn mấy phút thôi, ví dụ đau đẻ thì em không tính mấy tiếng. Tới lúc mà rặn á, người ta rặn chút thôi, rặn 20 phút mà không ra được. Bác sĩ nói bây giờ mà không ra nữa đó là đem đi mổ nha. Ok, nói vậy em nói hả? Thế là em rặn phát ra luôn mà bé 4kg là chị. Wow. 4kg là coi như 9 pound đó. Chốc đầu em chỉ nghĩ là ủa sao bé không đẹp vậy trơn á. Em cũng xúc động khóc, sao giống như cái con bé, con heo con mà mới đẻ nó vừa đỏ mà nó người thì nó có mấy cái lớp màng màng vàng vàng vậy. Ủa sao không thấy giống như trong hình ảnh là thường giống như thiên thần trắng phau hay gì. Em nghĩ vậy đó. Mà sau này bé nó lớn lên thì rất là nhìn rất là đáng yêu. Còn cái bé thứ hai thì em nghĩ chắc là kỷ niệm đi sanh buồn cười là bữa đó hai vợ chồng đi tiệc á, ở trong công ty á. Xong rồi nhảy quá hay sao đi ra tới xe là bể nước ổ. Trời ơi, cái đó là em phải đi cấp cứu liền. Thì bể, lúc đó em tưởng bể nước ổ mà thật ra là bao nhiêu tháng rồi? Lúc đó là không, thì cũng tới gần ngày sanh rồi. Mà đi nhảy lên nhảy đầm luôn đó hả? Dạ đúng. Không, có exercise là được. Tại vì khi mà có bầu á, là chị cũng vậy, nó cũng phải đi tập thể dục hoặc đi bộ nhiều. Đi bộ nhiều thì người ta khuyên á là đi bộ nhiều để cho cái đó ở dưới nó nở ra, để cho dễ sanh. Và đây cũng là lý do là tại sao mà em đẻ thường đúng rồi, giỏi vậy. Đó thì em vô tới nơi cũng đi lộ bệnh viện giống chị đó. Bé đầu tiên đẻ quá bự như vậy mà còn bị kẹt vai, tuy là không bị gì nhưng mà bác sĩ nói là thôi đứa sau đẻ mổ đi. Em không chịu, em nói không, tại sao tôi phải đẻ mổ, cho tôi thử đi, cho tôi thử đẻ bình thường đi, tôi đẻ được mà. Thì sau đó bác sĩ vẫn không chịu, đến 38 tuần rồi em quyết định em đổi bác sĩ khác, qua một người bạn trong gia đình có quen biết. Thì chỉ có bác sĩ đó nhận em và giúp em đẻ thường. Còn em nhớ có lần sinh thứ tư là vui nhất luôn á. Là mới đây mấy tháng rồi đó hả? Là mới cách đây 4 tháng nè, buổi sáng á. Cách đây 4 tháng hả? Thì em bé đúng nhỏ. Bé thứ tư dạ. Dạ. Con vô khỏe thiệt. Tự nhiên cái sáng hôm đó đau bụng quá trời đau bụng luôn. Mà cái tự nhiên cái đau xong hết, cái thôi đi ngủ lại, cái xong đi làm. Càng lúc càng đau, 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 làm được tới nửa ngày thôi. Nói thôi để đi về cho bác sĩ khám coi sao. Tại lúc đó cũng còn tới hơn nửa tháng nữa mà. Lái xe đi, trời ơi má ơi nó đau quá, tí nữa tông vô cái con lươn bên hông vậy nè. Thành ra là khi mà em lái đi, em phải lái xe đi sanh. Thì lúc về em lái xe về chứ chẳng lẽ giờ để xe nhưng đó là bao nhiêu phút lận em từ cái chỗ mà em tới cái chỗ bệnh viện đó là bao nhiêu phút?
em tới văn phòng bác sĩ trước thì cái văn phòng bác sĩ nó sát ngay bên bệnh viện á, thì là em khoảng độ nửa tiếng á. Nhưng mà cũng nửa tiếng nó lái cũng vất vả lắm, đúng nó cũng rồi đau lắm. Thì như khoảng độ 2-3 tiếng, 2 tiếng mấy sau thì em sanh á. Thôi, công nhận chị thấy em can đảm thiệt luôn á. Tại vì lỡ có vấn đề gì, nó nước ối rồi em bé rồi cái đau rồi mình chạy trên cái freeway nữa. Bao nhiêu cái áp lực đó mà em có thể để tại vì em nghĩ, ồ làm gì để nhanh, để đau từ lúc đau rồi còn ba. Không, muốn ra là ra hả? Là cũng nghĩ chứ, ồ chắc đau bụng bình thường, tính vô hỏi bác sĩ coi làm gì chứ hết đau thôi. Anh trẻ luôn. Chị cũng bị, em bé nó muốn ra giờ nào, ngày nào, nó muốn ra phút nào là ra hả? Nên là khó, mình khó kiểm soát được đó. Dạ đúng rồi, dạ. Bố mà em bé vậy em thấy sao? Mấy em bé mà sát nhau á thì có một cái ưu điểm là mấy bé chơi với nhau được. Đông con mà sát như vậy là phải có thời gian biểu. Đúng rồi, có nghĩa là buổi mấy giờ mình phải ăn. Ăn trong bao lâu, bốn bé là ăn cùng một lúc hay như thế nào, chứ không phải là bé này ăn xong rồi chạy vòng, không có, tới giờ ăn là phải ra ngồi, mấy giờ uống sữa, mấy giờ đi ngủ. Nhưng mà tại vì em cũng may mắn là em có bố mẹ em với lại cái cô Nanny giúp rất là nhiều, thành ra cũng đỡ. Là hai vợ chồng ban đêm thì là ảnh phụ em chăm con, mà ảnh biết tính anh xấu ngủ, thành ra ban đêm ảnh là người thức dậy hay tả cho con hoặc là lấy sữa. Trời dễ thương. Dạ. Anh cũng vậy mà, anh cũng giống chồng em. Trời mà ơi. Dạ. Nếu mà con anh còn nhỏ xíu á thì vợ anh thôi ngủ đi, em ngủ đi để làm cho cái không chuyện. Em tin anh, em thấy em bé còn nhỏ thì phải chừng 2-3 tiếng rồi khác. Đúng rồi, đi kiếm sữa đút vô miệng liền vậy. Em cho con uống sữa mẹ dạ hay là sữa bình, có phải dặm thêm không? Mấy tháng đầu là em cho bú sữa mẹ hết. Nhưng mà khi đó em có ăn kiêng hay là cái gì không? Lúc đầu tiên mẹ em bắt em ăn giò heo mà em ghét. Đúng rồi. Với lại hành lá. Đúng rồi. Em nhìn em sợ lắm. Canh đu đủ với giò heo đồ đó nó vợ nấu cho vợ anh ăn, sao anh cũng ăn luôn. Cái cho đừng cầm lên mấy ký luôn đó em. Vợ có bao bằng chồng bắp. Khi nào em cai sữa bé và cho bé bắt đầu ăn dặm cháo hay là à đó, trời ơi kia. Nói về bé đầu tiên mà về ba bé cũng 4 tuổi rồi. Bé đầu tiên còn bú không? Không, bú sữa thường thôi, bú sữa uống chứ không phải bú nữa. Đúng rồi, bên em 18 tháng là không có cho cầm bình sữa bú luôn. Nó vẫn cầm á chị. Thôi vậy hả? Phải đi giấu bác sĩ luôn á, mất công tưởng bác sĩ tưởng bị khờ hay gì, mà thật sự bố nó nói không sao đâu con, bú tới 9 tuổi là không, tại vì người ta sợ là cái răng hàm của đứa nhỏ nó sẽ bị hô. Anh nói không sao đâu, anh cắt cái núm nhú nó bự như nè. Cho thằng nhỏ muốn. Trời ơi, dễ thương quá. Nó chỉ thích cái hành động nó cầm cái bình thôi. Nhưng mà bị nó cũng, nghiền. Nó bị nghiền. Nhưng mà nó biết có người lạ, người lớn là nó giấu. Bé đầu tiên á, là vì em bị áp lực cái cân nặng của bé. Bé mới đẻ ra, anh chị biết không? Em viết xuống. Em đi làm dặn mẹ mỗi bữa uống bao nhiêu ao vậy? Ăn bao nhiêu, em viết xuống đó. Thành ra em quá áp lực, gọi là về cân nặng của nó đẻ ra bự vậy thì phải cố gắng làm sao nuôi cho nó bự vậy. Ăn uống, ăn không được món này, nấu món khác, làm đủ chuyện hết. Mà anh vẫn khó ăn, anh vẫn kén ăn chơi tới bây giờ. Anh chỉ ăn là trong thực đơn anh chỉ có 5 món, không ăn rau không gì hết. Cả gia đình em là bị áp lực anh chàng đó nhất. Em phải cải thiện. Em thật sự cái đó là cái một đó cái, rất là tốt một cái số này là em cũng không biết phải làm sao mà cũng cố gắng hết sức luôn. Xay nát ra để cho anh có chất. Thè ra không ăn. Như vậy đó, thành ra chắc cũng phải sau chương trình này phải trao đổi với chị nhiều hơn. Còn ba bé sau thì thôi, bé cuối thì nhỏ quá chưa biết. Hai bé giữa thì ôi cái gì cũng ăn. Nhưng mà bốn đứa nhỏ mà cái tuổi nó cứ sê bằng nhau vậy thì cái nhà giống như là nhà trẻ luôn á. Em về em có bực bội hơn chị. Ủa sao vậy? Lúc nào nó cũng ồn ào đánh nhau giành đồ chơi, khóc lóc mét rồi đủ các thể loại luôn. Ông xã em là đóng vai ác mà. Tụi nó rất là sợ bố. Thương bố nhưng mà lại rất là sợ bố, mê bố lắm. Có nghĩa là nhiều lúc em cảm giác ủa em có kilo nào trong mắt mấy bé không vậy? Có nghĩa là cái gì cũng bố. Mà bố mà nói cái im lặng, nghe lời bố cái gì là ok hết. Mà nhiều lúc em mệt quá, em nghĩ trời ơi hôm nay muốn về nhà ngủ mà thôi về nhà ngủ hả? Có được ngủ đâu, ồn ào quá. Thôi lái xe ra ngoài parking lot hay gì ngủ ngoài đó cho anh đã ăn tiếng rồi về. Thiệt luôn á. Bởi vì về đến nhà đâu có được, về nhà là phải chơi với tụi nó, phải tham gia cho. Tức là tụi nó quần em cho tới 10 giờ, 11, 10 giờ thì đi ngủ. Mà này chị hỏi thiệt luôn á, em có hối hận khi mà em bốn đứa nhỏ vậy không? Làm cho mình mệt mỏi nhưng mà em nghĩ là ồ một vài năm nữa các con lớn rồi. Lúc đó là sẽ đỡ hơn và cảm thấy vui lắm.
em thấy nó có sự khác biệt khi mà cái sức khỏe lúc mà mình chưa có chồng, sau khi có chồng và có con nó như thế nào không? Nó khác nhiều không? Ở vậy á hả? Vậy là khỏe về tinh thần rồi hả? Không, không có nghĩa là như vậy. Hồi cái trước là khỏe lúc về mà tinh em còn chưa rồi. Có chồng á, em rất là phá sức. Em đi chơi bạn bè nhiều, uống nhiều, chơi thức khuya, bây giờ em đi ngủ sớm hơn. Có thể là em mệt nhưng mà em giữ sức khỏe hơn. Ví dụ em sanh xong á, em uống nước gừng á, đứa đầu tiên á người ta cắt một lát gừng bỏ vô một ly nước không, mẹ em cho nguyên một củ gừng như vậy. Em nói mẹ ơi sao người ta đẻ người ta lạnh ngắt mà sao con nóng quá, con nóng kinh khủng. Lên trên mạng ta cắt một lát gừng không, mẹ em giả nguyên một củ gừng. Mà hai vợ chồng có phải bị phân tâm về cái chuyện đó không? Bây giờ vẫn máu lửa nhưng mà bây giờ mắc cười lắm. Phải canh để nó ngủ. Rồi canh để nó ngủ xong rồi hai đứa nhìn nhau xong rồi nó ngủ rồi mình ngủ trước nó. Ôi vậy? Có khi hai vợ chồng ngủ quên luôn. Sáng rồi hay là thức quá. Ngủ quên luôn. Dạ ngủ quên luôn hay là tức quá hay là hai vợ chồng để đồng hồ báo thức. Vậy để đồng hồ báo thức nghe rồi. Tại vì cũng phải chỉ ra cách vậy. Khi giờ mà con ngủ say nhất mình thức dậy. Nhưng mà nói chung hai vợ chồng em thì về vấn đề đó rất là không có một vấn đề. Dạ. Có lần sinh xong lần bé thứ tư á, mới có 2 tuần ông xã hỏi, ủa em ơi em sẵn sàng chưa? 2 tuần. Em nhìn em nói, anh ơi, anh nhìn con kìa nó được anh. 2 tuần anh. Ủa vậy hả, sao anh cảm giác như lâu quá, 2 tháng rồi á. Mà mỗi lần mà tới giờ mà bác sĩ cho cái giấy ok cho hai vợ chồng gần ngủ là ảnh mừng lắm. Chị là không dám luôn á. Nhưng mà những gì mà em kể về chồng em từ đầu buổi tới bây giờ thì em cảm thấy chồng em là một người rất là thương vợ và rất là thương vợ, chia sẻ và thấu hiểu cho em rất là nhiều, thậm chí còn tâm lý nữa. Dạ. Qua chương trình này, vợ chồng con nhắn gửi cảm ơn bố mẹ rất là nhiều.